Xin chào tất cả mọi người đã đến VDH Audio. Và video hôm nay thì tôi sẽ cùng tất cả các anh em chúng ta cùng xem đánh giá một cái bộ mạch 2.1. Thì ta sẽ xem cụ thể như sau. Đây là một cái bộ mạch 2.1 thì nó gồm có 3 núm volume. Về hình thức thì đây là của hãng SANWU sản xuất. Thì gia công mạch rất là đẹp, gọn gàng. Thì mạch có dải điện của nó thì sử dụng cho nguồn DC phù hợp cho các loại pin cell từ 12 cho đến 24V, rất là phù hợp và dễ dàng sử dụng. Trên cái mạch thì nó có 3 cái núm volume. Thì thực tế là 3 cái núm này đấy thì có một cái núm volume dành cho full đôi cho loa này, 2 loa full và một cái volume cho cái loa sub siêu trầm, và một cái núm volume này là cho độ sâu, nông sâu của sub. Cho nên là anh em nào mà mới bắt đầu mua thì chúng ta thấy 3 núm thì chúng ta nhiều người sẽ nhầm ở đây là gồm có 3 volume rồi bass là chest vân vân, thì không phải đâu nhé. Cái công suất đầu tiên của bên này là gồm có là TBA3116 và bên này là TBA3118. 3118 này là dành cho loa sub này, còn 3116 là dành cho loa full. Để thực hiện đấu vào một cái bộ phát thu Bluetooth thì ta sẽ cần một cái bộ thu Bluetooth. Chúng ta sử dụng cái này, nó cũng rẻ thôi, để hạ xuống 12V. Ở đây thì tôi đã đấu sẵn rồi. Ta cấp nguồn, đầu tiên là cấp nguồn. Ở đây là các cái jack tín hiệu vào và tín hiệu ra. 3 pin 2,54 thế này chúng ta cắm nó dễ dàng hơn. Rồi xong. Khi đấu thì chúng ta cũng phải đấu cho nó đúng các cái giải phân cực nhé. Đây, như vậy là tôi vừa đấu xong các cái đường loa sub, đường loa full. Ở phía bên kia là cái loa sub bass 25 này, sub hơi bass 25. Và đây là hai cái loa full 10cm. Cấp nguồn cho Bluetooth. Đây, sắp sáng lên rồi. Bluetooth đã hiện lên này, welcome này. Ta sẽ cấp nguồn luôn cho cái mạch công suất này. Đây, nó sáng lên rồi. Tổng khoảng 30% là thế này rồi. Ok, thì cái bộ mạch này đấy, thực tế thì tôi cũng đã test trước rồi. Và tôi chỉ làm video tôi cắt bớt đi. Nhưng mà tôi đã test qua rất là nhiều lần. Thì tôi sẽ có cái đánh giá về ưu và nhược điểm đối với bộ mạch này cho tất cả các anh em trước khi mua, nếu như có ý định để mua cái dòng mạch 2.1 này. Cái ưu điểm của mạch này thì thứ nhất là giá thành của nó cũng bình dân. Thứ hai là nó có thêm một đường sub cho những người yêu loa sub siêu trầm. Thứ ba là cái công suất của nó lớn, khỏe. Và cái gia công mạch đẹp, gọn. Cái dải điện của nó rất là phù hợp chúng ta sử dụng các loại pin cell, độ chế, DRI. Nhưng mà đó là những cái cơ bản. Còn một cái những cái nhược điểm cho những con này, thứ nhất là Tôi sẽ nói cụ thể cho chúng ta cân nhắc. Thứ nhất, vì cái con này là công suất của nó lớn, cho nên nếu chúng ta có ý định mà sử dụng loa di động thì không nên sử dụng con này nhé. Đặc biệt là chế những cái dòng loa mini xích tay, loa di động, loa Bluetooth đấy, không dây đấy, thì không nên sử dụng con này. Bởi vì cái nhất là con này nó rất là khỏe, không phù hợp với các loại loa, kể có loa sub hay siêu trầm cũng vậy. Loa siêu trầm thường thường là chúng ta nếu như lắp thì chúng ta chỉ lắp thường thường là bát 10 cm, thì cái con này nó cũng không phù hợp, bởi vì loa 10 cm rất khó chạy được công suất con này. Nếu chúng ta sử dụng con này thì loa nó sẽ hư ngay lập tức. Và kể có công suất của con này nó cũng rất là lớn, vì thiết kế mạch của nó chạy ra quá lớn luôn. Cho nên là kể có chạy loa full, loa 3 in, 4 in cũng không đấu được nữa nhé, không nên chọn loại này thôi. Loại này thì nó chỉ chạy cho những cái bass 20, loa sub cũng 20 trở lên, và loa full của nó cũng lập thể là bass 20 thì nó mới chạy phù hợp. Và cái điều đặc biệt là đối với chất lượng âm thanh cái con này thì tôi đánh giá cũng không cao, bởi vì cái tiếng của nó khô khan lắm. Cái tiếng nó, cái hãng SANWU thì nói chung là về mạch thì thiết kế rất là đẹp, công suất lớn thì đó tôi không nói làm gì, nhưng mà về cái chất lượng âm thanh nó là cái chốt cho những cái bên này. Thì âm thanh của nó không được hay lắm, nói chung là cảm giác như tiếng nó bị méo nhiều, tiếng méo của nó rất là nhiều. Về loa full thì nếu chúng ta cũng có loa sub mà chạy loa full không thì tiếng của nó cũng không được trầm ấm đấy, nghe nó chói hơn so với các cái phiên bản trước tôi đã review. Cho nên là nếu như chốt lại một câu là nếu để sử dụng mục đích sử dụng cho loa di động đi roi dòng loa Bluetooth đấy, thì chúng ta không nên chọn những mẫu này nhé. Thì đây là qua cái video tôi chỉ nói sơ về cái cơ bản như vậy, còn chất âm thì tôi đánh giá con này cũng bình thường thôi, không hài lòng lắm. Nói đúng ra là mà chạy loại dòng mạch mà chạy cho hai đường tiếng stereo đấy thì nó sẽ hơn cái con này. Các anh em nào mà mới bắt đầu đấy mà có ý định mua những cái mạch như thế dòng này thì chúng ta có thể cân nhắc làm sao cho nó phù hợp thôi, chứ còn tất nhiên là mỗi người nó có một cái sở thích khác nhau, yêu thích khác nhau rồi. Ok, thì video này thì tôi xin phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi.